mai cùng nấu canh mùng tơi thịt bằm với mình nha. Với hành phi trước đó rồi, đây này là mình đã phi với hành phi trước đó rồi, bây giờ mình đợi nước sôi lên là mình bỏ nó vô thôi. Nó không có được trong lắm nè. Mình đem nếm rồi. Mình đem một xíu thịt nha. Một xíu bột ngọt.